Rồi, mình chào các bạn nha. Hôm nay mình cũng quay chia sẻ tập hợp cái chiếc DC93 nha các bạn. Chiếc DC93 này đây mới mua luôn. Cái này chạy ngày đầu tiên, quá mới luôn các bạn, mới chát luôn. Giờ đang chuyển phà mà cái con kênh thì rất chằng chịt các bạn. Công công quay quay ơi, xong thì lục bình quá trời lục bình luôn. Nãy giờ là chuyển là gần cả tiếng đồng hồ chưa vô được. Anh chủ anh nói là mới mua là 750 triệu á, có 750 đúng rồi. Đây, đây là nguyên một cái đồng bán hát nè các bạn. Đồng này thì còn nguyên thinh luôn, chưa có ai, chưa có máy nào cắt hết. Đường nhỏ ha, khổ ra ha, máy này đang kiểu chỉ kinh. Thế chú buồn bên này cao cây cối quá trời cực khổ mẹ mới cắt càng anh em đỡ mấy cắt thôi các bạn. Có ốc sẵn luôn. Có ốc hả? À cá lóc. Ồ cái đó là dữ luôn đó. Cá lóc luộc hèm là hết sảy luôn rồi. Bờ chào. Ông đâu qua được hết thật, chạy qua được qua đó đủ mới trồng bò thì. Rồi, máy kéo lên các bạn ơi. Nhóc thích vô con. Quá cào chặn lại các bạn thấy mấy em chặn lại đó, ok.
đầu xuống nè các bạn. Bờ mẫu với cái miếng ruộng cao thấp nhiều lắm các bạn. Đào bớt một số đó, phải cắm đầu thôi. Và còn 93 cũng dài ghê. Rồi mấy anh em chắc bao lên là bắt đầu nạp ra, nạp cần là quất luôn các bạn ơi. Rồi anh Tài anh bắt đầu lên ga chạy nha các bạn. Mình xuống có dừng cỏ hàm nha. Đó xuống rồi đó, cắm rồi đó, nó thấy không các bạn, nó thấy không, tới đây bắt luôn, wow. Rồi ok không sao, này lúa đứng thêm cái đất cứng các bạn. Rồi nó xuống rồi đó, ok rồi đó. Chia sẻ tập hợp cái máy DC93 nha các bạn, mới chắc luôn các bạn.